Thưa quý khán giả và các đồng chí, đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng quan trọng trước đội tuyển Malaysia vào đêm qua để mở toang cánh cửa lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Ngay sau trận thắng kịch tính này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã gửi lời chúc mừng đến toàn đội tuyển. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng đến toàn đội. Chủ tịch nước chúc toàn đội tự tin, tiếp tục bước vào trận đấu sắp tới với sự chuẩn bị thật tốt. Cũng ngay sau chiến thắng hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã điện thoại sang UAE để chúc mừng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Lời chúc và sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đội tuyển khiến huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ vô cùng xúc động. Đặc biệt, Chủ tịch nước đã quyết định thưởng động viên toàn đội 1 tỷ đồng. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng thưởng 2 tỷ đồng cho chiến công của đội tuyển. Tổng số tiền thưởng của đội tuyển bóng đá Việt Nam nhận ngay sau trận thắng Malaysia là 3 tỷ đồng. Nếu tính cả trận đấu gặp Indonesia, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã có 6 tỷ đồng tiền thưởng.